Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Rồi, giới thiệu với các bạn hai phôi mai cá các bạn. Đầu tiên là cái phôi MC1 bốc ngọn các bạn. Củ thì to, thân nó bóp lại ha. Củ nó 65, còn hoành thân của nó là 60. Chiều cao của nó thì cũng là 60 các bạn nha. Đây là hai cái phôi mới về nha các bạn nha. Hai phôi mai cát mới về, gọn gàng dễ vô phôm đúng không ạ? Cây này chúng ta đánh tán hình nấm là ok luôn nha, tán hình nấm là rất đẹp luôn, rễ thì nói chung cũng ngon lành, ok. Cây này không có bọng lỗ gì hết nha các bạn nha, không có thẹo vít bọng lỗ gì ha, đều rất là mịn, các bạn có thể cắt ngắn lại tùy. Nhưng mà mình thấy là để cái form đó là ok rồi các bạn ha. Nhắc lại ha, phôi này thì giao lưu của bạn với giá là 2 triệu, bao gồm phí vận chuyển trong đó luôn rồi nha các bạn nha. 2 triệu. Hoành cũ 65, hoành thân 60 và chiều cao là 60. Rồi chúng ta qua cái phôi thứ hai các bạn nha. 2 triệu các bạn nha, bạn nào thích thì liên hệ. Rồi tiếp theo là đến với một cái anh trực một cốt. À, đen cày đúng nghĩa luôn nè bạn ơi. Cực kỳ đã, đế thì cũng ngon lành các bạn, đế cũng trải đều, củ nở hoành củ của nó 65 các bạn nha, còn hoành thân thì nó 55, hoành củ 65, hoành thân 55, chiều cao của nó là 1m5 các bạn, chiều cao là 1m5, cây này rất là ok các bạn ha, rất là ok. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 2 triệu 400 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha, 2 triệu 400 nghìn bao gồm phí vận chuyển, cây nói chung là rất ok nha. Hoành ngang đó là 655 ha, còn xuống phía dưới củ bự bự dưới là nó 76, ô 67, 55 dưới là to là 67 các bạn nha, cây ok không? Nhắc lại ha, phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 2 triệu 400 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. Cây này mới khai thác về cái bạch tuộc đó. Thôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bạn nào thích em nào thì chốt em đó nha. Thôi chào các bạn.